Rõ ràng những năm tháng bạn bỏ ra ở trường học đã dạy bạn rất nhiều điều. Nhưng trong suốt những giờ học đó, từ tiểu học lên đến cấp 2, rồi cấp 3, thậm chí là cả những trường đại học danh giá, chưa có thậm chí chỉ một tiết học 45 phút nào mà bạn được chỉ dạy về cách thiết lập các mục tiêu, thúc đẩy bản thân bạn và người khác, sử dụng thời gian tối ưu nhất, phát triển lòng tự tin, vân vân. Hay làm thế nào để bán được hàng, làm thế nào để khiến người khác trao cho mình thứ mình muốn, làm thế nào để làm việc với niềm hân hoan, hứng khởi và nhiều điều nữa. Cuối cùng, chính bạn đã tự tìm cách xoay sở, thích nghi với cuộc đời này. Bạn sẽ được chuyển trường, nơi đó sẽ tạo nên một bạn tốt đẹp hơn, xuất chúng hơn và quan trọng nhất là thành công hơn. Bạn đã sẵn sàng quên hết tất thảy những u sầu, thất bại và thất vọng để đón nhận sự thay đổi của đời bạn hay chưa? Chào mừng bạn đến với Học viện Thành Công của hiệu trưởng Ormandino, đồng thời là tác giả, diễn giả truyền cảm hứng vang danh toàn thế giới. Học viện Thành Công là quyển sách thứ 10 của tác giả. 9 quyển trước bao gồm tác phẩm nổi tiếng 10 bán hàng vĩ đại nhất thế giới đã bán được hàng triệu bản, nghiễm nhiên đưa tên tuổi ông thành một trong những tác giả thành công nhất lịch sử. Cuốn sách là sự tập hợp có chọn lọc những trí tuệ, kỹ thuật, nguyên tắc từ những cuốn sách vĩ đại nhất trên thế giới viết về sự thành công. Ở đây, bạn sẽ khám phá ra những quặng vàng nguyên chất chỉ chờ bạn chạm tới và tuyên bố chúng là của bạn. Ở đây, bạn sẽ được giảng dạy bởi chính những quý ông, quý bà mà thông điệp của họ đã tồn tại qua thử thách của thời gian và kiểm chứng thực tế. Đó là những nguyên tắc thực sự rất hiệu quả. Bạn chắc chắn sẽ muốn nghe các giảng viên của học viện này. Nhiều trong số đó là những vĩ nhân, những tượng đài thành công nổi tiếng, chuẩn bị chia sẻ kinh nghiệm và bài học của họ về thành công tới bạn. Dale Carnegie, cha đẻ của cuốn sách Đắc Nhân Tâm bán chạy nhất mọi thời đại. Napoleon Hill, tác giả cuốn sách nổi tiếng Think and Grow Rich, nghĩ giàu và làm giàu. Người Mỹ đầu tiên, Benjamin Franklin, chính trị gia lỗi lạc Hoa Kỳ, khuôn mặt ông được in trên tờ đô la mà các bạn vẫn hàng thấy. Đó mới chỉ là một vài ví dụ trong 50 trí tuệ sắc sảo được tác giả Ormandino tập hợp lại cùng nhau và xuất bản thành một cuốn sách về thành công đỉnh cao. Cuốn sách có 102 này đích thân cho các bậc thầy đó kiểm chứng, giảng dạy và hướng dẫn bạn. 5 năm học, 10 học kỳ, 50 bài học từ 50 tấm gương thành công hàng đầu trải dài suốt 746 trang sách. Vì vậy, đừng bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào. Hãy đọc nó mỗi ngày nhưng cũng đừng hấp tấp. Bạn sẽ được hướng dẫn từ từ qua 8 học kỳ như trong một chương trình đại học thông thường, cộng thêm 2 học kỳ thực tập sau khi tốt nghiệp. Mỗi bài học chân thực trong cuốn sách này sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của đời mình. Bạn sẽ biết được 1. Cách quản lý cuộc sống của bạn, cách bạn đạt được sự cân bằng trong cả công việc, tình cảm, giải trí và gia đình. Đó không phải là điều bạn vẫn luôn tìm kiếm sao? 2. Cách để phát hiện những thói hư tật xấu đang kìm bước bạn và lập trình mới bản thân để thành công hơn. 3. Cách ngừng trì hoãn mọi thứ và đánh thức tiềm năng trong bạn. 4. Cách để trở nên xuất sắc trong công việc và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc. 5. Cách để có vẻ ngoài như một người chiến thắng và làm chủ cuộc chơi. 6. Cách chinh phục 10 nguyên nhân gây ra thất bại phổ biến nhất và quan trọng hơn, cách đứng lên từ thất bại, gan dạ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, và còn nhiều nữa trong 50 bài giảng đáng nhớ của những bậc thầy thành công vĩ đại nhất này. Học viện đặc biệt này không có lễ tốt nghiệp, không có giấy chứng nhận, cũng không hề có kiểm tra cuối kỳ hay luận án tốt nghiệp, cũng không có bất kỳ một chứng chỉ nào cả. Tuy nhiên, khi đã xong, hãy tự soi mình vào tấm gương quá khứ để thấy rằng những nỗ lực của bạn đã được đền đáp xứng đáng, rằng cuộc đời bạn đã tốt đẹp hơn đến thế nào về sự bình an trong tâm hồn, hài hòa với thực tại cũng như thành tựu về vật chất. Thủ tục nhập học đã xong, giờ thì bạn đã sẵn sàng cho buổi học đầu tiên hay chưa? Hoan nghênh bạn đến với Học viện Thành Công. Chạm đọc xin chúc bạn có một khoảng thời gian thật đáng nhớ và ý nghĩa tại ngôi trường này.